Chào mừng các bạn đến với trận chung kết giải Hoài Đức mở rộng Cúp Lai Linh 2023. Trận chung kết giữa đôi Bách Hương thuộc đơn vị Đức Thượng và Hiếu Hiền thuộc đơn vị Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức. Hai đôi này lịch sử đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, chưa phân thắng bại, hôm nay không biết tỷ số như nào. Trận đấu bắt đầu. Hiền phát trước, Bách đỡ cầu, đập cầu tốt, điểm cầu cho Đức Thượng 1-0. Cầu phát cao, đổi cầu cho Ủy ban Nhân dân huyện 1-0. Cầu ngoài sân, điểm cầu cho Ủy ban 2-1. Đập cầu tốt, đổi cầu cho Đức Thượng 2-0. Phát cầu không qua, đổi cầu cho Ủy ban 3-2. Đập cầu tốt, điểm cầu cho Ủy ban 4-2. Cầu tốt, đổi cầu cho Đức Thượng 3-4. Cầu ngoài sân, điểm cầu cho Đức Thượng 4-0. Đập cầu tốt, điểm cầu cho Đức Thượng 5-4. Cầu phát cao, đổi cầu cho Ủy ban 5-0. Cầu không qua, điểm cho Ủy ban 6-5. Đập cầu tốt, đổi phát cầu 6-0. Cầu tốt, điểm cầu cho Đức Thượng 7-6. Cầu lộn lưới đẹp, điểm cho Đức Thượng 8-6. Cầu ngoài sân, trọng tài này bắt ra ngoài, đổi cầu cho Ủy ban 7-8. Đập cầu không qua, đổi cho Đức Thượng 9-7. Đức Thượng đang có một thế trận rất tốt. Nghệ sĩ múa bắt đầu, đổi cho Ủy ban 8-9. Tốt, đổi cho Đức Thượng 10-8. Đổi phát cầu 9-10. Hai đôi này là hai đôi kỳ phùng lịch thủ của huyện Hoài Đức, năm nào cũng gặp nhau. Tỷ số bây giờ đang là 10-0.
Cầu không qua. 11 10 Cầu ngoài sân. 11 đều. Trận đấu rất căng thẳng. Xung quanh các sân số 1, số 2, số 4 đang là trận các trận đấu của giải nâng cao. Tốt. Điểm cho đội Đức Thượng 12-11. Rồi, đập cầu quá đỉnh cao. Đổi cho ủy ban 12 đều. Điểm cho Đức Thượng 13-12. Hai đội giằng co nhau từng điểm một. Cầu tốt. Ô, sao trọng tài lại bắt quả đấy ngoài nhỉ? Còn trong nhiều mà. 13 đều. Điểm cho ủy ban 14-13. Hay quá nhờ. Điểm 14 đều. Xứng đáng với trận chung kết. Úi dồi ôi, phí quá. Đổi cho ủy ban 15-14. Lại ngoài đen thất. Điểm cho ủy ban 16-14. Lại ngoài tí thất. Điểm cho ủy ban 17-14. Hay quá. Đổi phát cầu 15-17. Tranh thủ hai đội xin nghỉ kỹ thuật, bạn xem các giải nâng cao hơn này. Xem các em trẻ đánh dã man. Thí quá. Đổi cầu cho ủy ban 18-15. Cầu ngoài. Ô, cầu ngoài rõ thế mà trọng tài bắt trong nhỉ. 19-15. Hay quá nhỉ.
20, 10 năm. Ra hai đội này thì đội nào vô địch cũng là quá xứng đáng. Ở vòng bán kết hai đội đều loại hai đôi của Hà Đông, hai đội mạnh. Hai đôi trong huyện đang xử lý với nhau trận chung kết. Hay quá. Kết thúc set 1. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tạm dẫn set 1 với tỷ số 21-15. Set đấu thứ hai bắt đầu. Hiện tại tỷ số đang là 1-1. Hay quá. Điểm cho ủy ban 2-1. Cầu tốt. Điểm cho ủy ban 3-1. Cầu tốt. Đổi phát cầu. 2-3. Điểm 3 đều. Quá hay. Đổi phát cầu. 4-3. Mời các bạn đăng ký với kênh Cầu Lông TV để xem được nhiều trận đấu giải phong trào đỉnh cao như thế này. Quá hay luôn. Điểm cho Hiếu Hiền 5-3. Tốt. Điểm cho Hiếu Hiền 6-3. Hiếu này đánh rất sung. Điểm cho Hiếu Hiền 7-3. Đổi phát cầu 4-7. Đặt cầu tốt. Điểm 5-7. Đôi Đức Thượng cố lên. Hay quá. Điểm số cân đều rồi. 6-7. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Đôi Đức Thượng cố lên. Cầu ngoài sân. Ô, sao trọng tài này bắt trong quả đấy nhờ. Cầu ngoài sân rất nhiều cơ mà. Đổi cầu cho ủy ban 8-6. Hương có vẻ nóng vội rồi. Điểm cầu cho ủy ban 9-6. Hương Mách có vẻ nóng vội rồi. Bình tĩnh ai đi. Điểm cầu chủ ban 10-6. Cầu tốt. Cầu tốt. Ôi rồi trọng tài ơi. Bắt như thế bao giờ không. Điểm 11-8. Video đã quay lại hết nhưng mà trọng tài bắt quả đấy hơi thiên vị. Thiên vị cho chủ nhà nhiều quá, đang dẫn nhiều điểm rồi, ngang điểm thì không nói làm gì. Bắt nhiều thế phá nát hết trận đấu.
Cầu ngoài 3 năm phân rồi vẫn mất trong được tài tật. Nhưng mà cũng phải thông cảm vì đây là đơn vị chủ nhà. Có đơn vị chủ nhà nên anh em mới có những sân chơi nó gọi là nâng tầm lên một chút xíu, chứ không anh em chỉ có đánh giao lưu câu lạc bộ ở trong nhà đó. Tiếp tục 11-6. Hay quá. 12-6. Đôi Đức Thượng cố lên, đừng để vỡ trận. Mười ba sáu. Điểm cầu cho Đức Thượng 7-13. Điểm cho Đức Thượng 8-13. Cầu hay quá. Đổi phát cầu cho ủy ban. 14-8. Hay quá nhỉ. Điểm cầu cho ủy ban 15-8, có vẻ như trận đấu đã ngã ngũ rồi. Xem có tình huống bất ngờ nào không. Cầu ngoài sân 15-8. Có vẻ là đôi Đức Thượng buông rồi. Hay quá. 16-17-8. Cầu tốt. Đổi phát cầu 9-17. Có làm một series lên không? Mười chín chín, có vẻ nghệ sĩ múa Lê Công Bách buông xuôi rồi. 29 đánh cái này nhanh hết lắm. 29. Chúc mừng tân vô địch của lứa tuổi 31-40 đôi nam nữ Hiếu Hiền của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức.